chiến thắng. Rồi xin chào các bạn nha. Bữa nay tiếp tục nữa các bạn ơi. À, đi Minh Thiện Sóc Trăng nha. À, đây giá nha. Bữa nay cũng chơi trồng cà phê nữa. Điếm con nữa nha. À, điếm con. Ê nói trước nha, kẹt đầu nhỏ quá là bỏ nha. Chuyện này là chiến thắng đấy nghe cả nhà. Ờ. Bảy anh em cũng tương đối với nhau các bạn ơi. Giờ bữa nay mình đem chừng 20 con chuột kìa nè, đó. Đem dữ vậy? Có nhiều đem hết. Chuột không là không có vịt lúa nữa nè. Nè, coi nha. Không có cái gì hết trơn để nữa nó tao bỏ vô nghe, đó. Kiểm tra cái ơi. Kiểm tra đây đó. Trời như vậy đem đóng chuột thôi kìa. Thấy chưa? Giữ thằng lúa vậy. Để có nhiều đem hết luôn mà. Không, không có bỏ ngắn vô. À, để đâu ở nữa là nói bỏ nghe. Rồi. Thì nào tới 7 quay các bạn coi các bạn ơi. Vô. Rồi, tới 7 đầu tiên các bạn ơi. Cá này bò dính 2 con rồi. Chưa thấy gì hết trơn. Coi rồi. Trời ơi, trời mới dở rồi các bạn. Nó quá. Chưa, thấy chưa hoàng đây. Cái này mình để ra đi. Không biết con gì nha bạn ha, chưa biết con gì nhưng mà để đi hồi chọc ra giá với thằng Thiện cho là nó bắt giùm mình để nó nghe bạn, không cần coi để hồi tính sau. Thôi bắt luôn đi bạn ơi. Ôi nhẹ quá con gì, trời ơi nè bạn, hành hành bạn ơi, mà lại lụm đi nữa. Quá bạn ơi nè, nó lủng gạo lủng lủng nghe mình lủng á, bắt luôn mà. Con thấy khỏe đi. Lắm ạ. Nó nghe là nó dính đây cả nhà ơi. Nó gạo. Dẫn đầu là anh Tư rồi, anh Tư ơi. À, im không. Dẫn đầu là anh Tư rồi, im. Mới vô cái đầu là gạo liền. Đây. Cái này cá đó các bạn ơi. Cái cá này sắp lấy ra luôn bạn ơi, sâu. Bây giờ nó đi vô sâu quá sâu rồi. Cái lệnh này. Vừa lùm quá, chứ không phải dắt quá trời dắt bạn ơi. Rồi lồi lên cái bẫy ra ngoài luôn. Lồi ra ngoài luôn rồi. Còn chuột luôn. Rồi, mình lấy đi luôn rồi. Còn lẫn cái nó hết rồi. Đây cái nữa bạn ơi. Đi thèm ta cái nữa. Cỏ nhiều lắm rồi. Ủa còn xa lắm bạn ơi. Đó, còn xa. Phút đẳng phút này đâu. Đúng rồi. Chết rồi, hoài thấy dính rồi. Rồi, con chuột chết rồi các bạn ơi. Chuột chết rồi, hay là tới ngoài chuột chết ngắt rồi. Thấy chưa? Trời ơi, trời, chuột chết nữa. Con chuột chết rồi, thấy quê rồi, nó đi luôn. Rồi, còn lẳng cái nữa bạn ơi.
cái là bộ mình mới dời lại bạn, mới dời lại bộ hổm thôi. Người ta phá ấy dọn trống quá, cái mình dời lại đập lại ở ngoài đây, có không có cũng hên xui thôi chứ, không biết trước được là cái gì, không biết trước được là làm giàu, cái này mới dời nữa bạn. Rồi trong lỏng lông nữa bạn, không thấy cái gì nữa trơn. Rồi xong nữa đó, hiểu nữa đó, không hiểu tình em nữa. Hết lúa bạn, bỏ lúa vô cái đó, trong này con cá nữa các bạn này. Thấy dầu đó, chỗ một cái mà còn không có dính thì nó bắt được nhiều, nó hiu nữa nè, banh nữa nữa, không thấy gì, thấy banh nữa chắc nữa. Rồi nhà tay á, dám bị nó chụp chết nha, chọn chuột không bạn ơi, bỏ lúa vô luôn, hiu quá bạn ơi, mình ra mà kia mình lấy cái lãnh mà kia vô luôn nha. Rồi lấy đây cái đó các bạn ơi, đây cái nè, cái này rồi chuột chết. Phép bơm đi. Cái này rồi thì chết nhắc rồi. Ủa, cái đây trong đây, nhìn trong đây rồi. Tập ở ngoài biển anh thẩu thả chơi nè. Thấy có hiện tượng này bạn, thấy nó cái đầu này hiện tượng này. Bự hay nhỏ, thấy cái đầu này nó bự nhỏ, cũng rộng mọi người, cũng rộng lắm nè. Chưa? Trời nổi chuột này bằng tay. Có hàng nha bạn ơi. Hiệu quả thật thì nha. Rồi để hồi ra mượn nó bắt luôn các bạn ơi. Đây cái đó các bạn ơi. Cái bẫy này là cái bẫy bên kia. Mình đặt bên kia, nó lấy của mình nó dời qua đây nè. Tụi mình thấy rồi, mình đặt lại luôn. Thử coi đằng này có còn không nghe. Bẫy này là lấy của mình mà mình đặt bên kia nha, cái lấy giờ qua đây đặt bên đây, bây giờ qua đây mình thăm luôn, chưa còn các bạn, nó đặt rồi nó bỏ luôn cái gì đó. Nó không thăm cái gì á, mày cũng lùm các bạn ơi, mình đặt mình quậy tay là kỹ lắm nè, rồi chắc nhẹ tay nữa bạn ơi, con gì vậy, nó thui không thấy đường chứ, con gì nó trong ấy, trong đây trong bẫy các bạn, chuột chết rồi, chết chuột qua ơi, buông ra là chuột chết à. Rồi để mình đặt lại như khác rồi ha, đây cái đó bạn ơi, cái này rồi chó nó thay ra ngoài, nó bỏ ngoài các bạn, rồi lấy mình sửa lại, mình đặt lại nữa. Nó thật sự cái này nó lò, cái này là còn giúp đi chút chứng nhắn hết bụi luôn. Rồi lâu rồi, rồi nhập nghi quá, nghi với chuột chết á. Con chuột con đó, thấy con chuột rồi đó. Con chuột lúa còn luôn, lúa còn luôn mà. Cho nó vô bọc nó đi, để đặt sau khỏi vô. Rồi mình bắt gắn này ra luôn bạn ơi. Hai mấy nó đi rồi, mình còn đây, mình đây à. Nó về bẫy đấy thôi. Mình bắt gắn này ra cái. Cái gì bạn ơi.
bò lại các bạn đó, thấy không? Rồi. Vì cũng ngon á, dừa luôn. Cái gì này dừa luôn nha bạn. Cũng ngon. Rồi rồi bỏ túi lưới rồi đi đặt hai bẫy lại luôn mày. Đây này cái đó bạn ơi. Mình lấy cái bẫy theo đằng cái gì. Mình thay xa lắm bạn ơi. Từ ngoài đi vô đây xa. Không bao nhiêu quá không biết làm ở đâu ổ đâu bạn. Vậy cũng mới giờ được rồi. Giờ từ từ quá. Chín bóp vô con dây chì thôi. Lúa gì? Trời ơi dính hổ hành. Trời ơi chút ác bạn ơi. Ồ, nó hết một đống bự quá vậy. Nè. Con hành là vậy nước thả luôn chứ ăn uống gì trời. Trời ơi nản thiệt ta ơi. Rồi, em đặt lại luôn bạn ơi. Rồi mình về tới nhà bạn ơi, bắt con rắn này ra luôn bạn ơi. Bắt con lại cho rồi luôn. Con này thắt trầm trọng các bạn ơi. Thật dữ luôn á. Lớn nè. Rồi đó, con này có nhiều các bạn. Rồi các bạn gắn nè. Rồi, tạm biệt các bạn luôn nha. Hẹn các bạn lúc sau.